Quý vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin lũ lụt Trung Quốc. Tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra từ Trung Quốc cùng với tình hình an nguy của con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trong chương trình hôm nay, tin mới xin chuyển đến quý vị trọng tâm về một góc nhìn mới trong phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các thông tin chính sau đây. Miền Đông Trung Quốc kết thúc giai đoạn ứng phó khẩn cấp với lũ. Bàn về phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc dưới góc nhìn biến đổi khí hậu. Trong những diễn biến mới nhất, lũ đã bắt đầu xuống ở lưu vực sông Trường Giang, Trung Quốc. Hôm qua, một địa phương ở hạ nguồn con sông đã kết thúc giai đoạn ứng phó khẩn cấp với lũ. Chính quyền tỉnh An Huy nằm ở phía đông Trung Quốc vừa cho biết đã chấm dứt các công tác ứng phó khẩn cấp với lũ lụt kể từ hôm thứ Tư. Quyết định được đưa ra sau khi mực nước của tất cả các con sông chính, các nhánh của chúng và các hồ trên toàn tỉnh đã xuống dưới mức cảnh báo. Chính quyền yêu cầu các sở ngành trong tỉnh tập trung công tác khắc phục hậu quả sau lũ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chế độ nước, tăng cường các biện pháp dự báo, cảnh báo, ứng cứu khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Thời gian ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở An Huy kéo dài trong 85 ngày. Tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp lũ lụt bắt đầu từ cấp 4, mức thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Sau đó, mức ứng phó đã được nâng lên mức cao nhất, đó là mức 1. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm 2022 lại tiếp tục bổ sung vào danh sách những mùa mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Và có một thực tế là trên hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng, nạn lụt này thường chỉ được coi như một thảm họa thiên nhiên đơn lẻ. Và sẽ thế nào nếu đây chỉ là một mảnh ghép của một thảm họa lớn hơn? Lũ đã bắt đầu rút, nhiệm vụ tiếp theo chính là khắc phục và phòng chống lũ. Ở phần nội dung sau đây, chúng ta hãy thử xem xét những nhiệm vụ đó dưới một góc nhìn rộng hơn, không chỉ riêng là một thiên tai mà là vấn đề biến đổi khí hậu. Sách xanh về biến đổi khí hậu năm 2023 của Trung Quốc được xuất bản vào cuối tháng 8 năm 2020 chỉ ra rằng Trung Quốc dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Với nhiệt độ tăng nhanh hơn mức bình thường toàn cầu, Trung Quốc đang chứng kiến số lượng các sự kiện mưa cực đoan ngày càng tăng. Hè năm nay, mưa lớn dẫn đến cảnh báo lũ lụt trong 41 ngày liên tiếp xung quanh con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà. Lượng mưa gấp 5-6 lần bình thường, trong khi mực nước các con sông ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Các chuyên gia cũng đồng ý rằng một thế giới ấm hơn sẽ dẫn đến sự gia tăng các sự kiện như vậy ở một số khu vực. Với các trận bão mạnh hơn và lượng mưa có sức hủy diệt lớn hơn, mùa hè hủy diệt và không thể dự báo đang trở thành một điều bình thường mới và chúng ta sẽ phải tìm những biện pháp thích ứng cho phù hợp. Đầu tư vào hệ thống chắn lũ và hồ chứa từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch phòng chống lũ lụt ở cả Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng những hạ tầng này đắt tiền và chỉ nhằm mục đích chuyển nước lũ đi nơi khác thay vì xem xét cách toàn bộ hệ sinh thái hấp thụ nước. Ngoài ra, các dự án này thường chỉ nhằm mục đích ngăn lũ, chứ không đóng góp vào các kế hoạch dài hạn nhằm ngăn chặn xói mòn hoặc phục hồi hệ sinh thái. Nhiều học giả đang kêu gọi chấm dứt các phương pháp tiếp cận thuần túy kỹ thuật và ủng hộ các phương pháp tiếp cận toàn diện hơn. Đường Thu Hồng, một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Địa lý và Tài nguyên Thiên nhiên của Học viện Khoa học Trung Quốc, chia sẻ với China Dianok, với việc biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ và tần suất lũ lụt thì khả năng xảy ra những cơn lũ lớn bất thường sẽ ngày càng nhiều. Việc thiết kế cơ sở hạ tầng, quản lý nước hiếm khi tính đến biến đổi khí hậu, có nghĩa là bản thân nó phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại do lũ lụt. Khi đó, những hồ chứa cũ được bảo dưỡng kém trở thành những mối quan tâm đặc biệt. Ông khuyến nghị Trung Quốc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và đặc biệt là các biện pháp phi kỹ thuật chẳng hạn như một hệ thống giám sát cho cảnh báo lũ lụt tốt hơn và bảo hiểm lũ lụt. Một cách tiếp cận khác để tìm kiếm cách giải quyết lũ lụt tự nhiên, rừng nhiệt đới
đất ngập nước đô thị và đường bờ biển tự nhiên như là đầm lầy, rừng ngập mặn, rạn san hô đều là những cách tuyệt vời để ngăn ngừa mất đất và hấp thụ tác động của nước dâng gió bão. Ngoài việc bảo vệ cộng đồng, chúng cũng mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và cuối cùng là giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách thu giữ carbon, sử dụng tài nguyên địa phương và địa hình để bảo vệ các hệ sinh thái đô thị hiện có như là đất ngập nước và rừng ngập mặn sẽ tạo ra các rào cản lũ lụt tự nhiên. Và không giống như những cách tiếp cận dựa trên kỹ thuật chỉ nhằm mục đích ngăn lũ lụt, cơ sở hạ tầng xanh như thảm thực vật đô thị, rừng cây xanh, mái nhà xanh và đường thấm sẽ vừa bảo vệ cư dân khỏi lũ lụt, vừa mang lại một môi trường dễ chịu hơn, làm cho các thành phố trở nên sống động hơn và hạnh phúc hơn. Ngoài các biện pháp kỹ thuật được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp, các biện pháp phi kỹ thuật được thực hiện khi nước lũ rút cũng nên được áp dụng. Đối mặt với một tương lai có nguy cơ lũ lụt lớn hơn, làm thế nào để cơ sở hạ tầng và hành vi của chúng ta có thể thay đổi để giúp chúng ta chống chịu tốt hơn với các rủi ro khí hậu? Chính sách bồi thường thiệt hại, nhiều quốc gia hiện có một số hình thức có thể coi như bảo hiểm khí hậu. Năm 1968, Hoa Kỳ khởi động chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia nhằm đánh giá rủi ro lũ lụt và cung cấp bảo hiểm cho các tài sản ở những vùng đặc biệt dễ bị lũ lụt. Ở Anh, ngành bảo hiểm lũ lụt đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với rủi ro lũ lụt và sau đó cung cấp bảo hiểm cho tài sản và cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt trên các vùng ngập lụt. Giáo sư Đường Thu Hồng từ Học viện Khoa học Trung Quốc đã đến thăm Vương quốc Anh để nghiên cứu các dự án bảo hiểm khí hậu. Trong email gửi tới China Dianop, ông giải thích mối liên hệ chặt chẽ giữa những điều này với khoa học khí hậu. Các nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã nhận thấy số lượng bất động sản ở Anh và xứ Wales trước nguy cơ lũ lụt đã tăng 20% từ năm 2008 đến năm 2023. Việc bỏ qua yếu tố biến đổi khí hậu khi lập kế hoạch có thể dẫn đến việc hình thành những bất động sản không được bảo hiểm. Chính phủ đã chấp nhận những phát hiện đó và tác động của biến đổi khí hậu đã được tính đến trong chương trình bảo hiểm 4D giúp bảo hiểm cho 5 triệu tài sản Vương quốc Anh. Dù cho chính phủ hay do doanh nghiệp lãnh đạo, việc quản lý rủi ro thiên tai cần sự hợp tác giữa các ban, bộ và liên ngành bên cạnh các công việc cơ bản như thu thập dữ liệu. Giáo sư Đường viết, ngành bảo hiểm lũ lụt cần phải đánh giá chính xác mức độ và khả năng xảy ra tổn thất. Như vậy có nghĩa là có một lượng lớn dữ liệu về lũ lụt có thể được sử dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hậu để đánh giá tác động kinh tế xã hội và cũng để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống lũ lụt. Các mô hình rủi ro lũ lụt cũng rất quan trọng. Nếu biến đổi khí hậu làm thay đổi những rủi ro đó, ngành bảo hiểm sẽ rất cần thông tin từ những nghiên cứu về khí hậu. Ở Trung Quốc, bồi thường của chính phủ thường ở dưới dạng hỗ trợ sau sự kiện. Vào tháng trước, giáo sư Đường Thu Hồng đã kêu gọi Trung Quốc thiết lập chương trình bảo hiểm lũ lụt hoặc khí hậu của riêng mình để đối phó với rủi ro khí hậu gia tăng. Kính thưa quý vị khán giả, báo chí Trung Quốc đưa tin một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã gây rung lắc mạnh tại tỉnh Vân Nam,
Tây Nam Trung Quốc vào sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 14 người đã bị thương và 51 ngôi nhà bị hư hại do động đất. Theo Xinhua, trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra vào lúc 10 giờ 31 phút sáng ngày thứ Bảy theo giờ địa phương tại huyện Mojanghani, tỉnh Vân Nam. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 15 km, cơ quan địa chất tỉnh cho hay sự rung lắc có thể được cảm nhận tại 15 thị trấn thuộc huyện Mojang cũng như tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Cơn địa chấn đã gây rung lắc mạnh, khiến nhà cửa lắc lư và người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Cư dân sống tại các tòa nhà cao tầng tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách Mojang khoảng 270 km cũng cảm nhận được sự rung lắc. Xinhua dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay động đất đã khiến 4 người bị thương nhẹ và làm hư hại 21 ngôi nhà tính tới chiều nay. Giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện diễn ra bình thường tại hầu hết các khu vực của Chongguan, thị trấn nằm gần tâm chấn nhất. Các nhân viên cứu hộ tại Chongguan cho hay con số thương vong được dự báo sẽ không cao vì hầu hết người dân đi làm ngoài đồng vào thời điểm động đất xảy ra. Hơn 100 người từ cơ quan nguồn nước và đất đai địa phương, cảnh sát, cơ quan dân sự đã được điều động tới hiện trường để đánh giá tình hình và tiến hành các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ. Đây là lần thứ 3 khu vực Tây Nam Trung Quốc hứng chịu các trận động đất một tháng qua. Trước đó, 27 người đã bị thương khi một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại huyện Thông Hai, phía bắc thành phố Ngọc Khê, Vân Nam. Chỉ một ngày trước đó, một trận động đất nhẹ hơn cũng xảy ra tại cùng khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.